Tại sao phải kiểm tra chất lượng? Chào mừng quý khách đến với xưởng may Viking, nơi mà sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo mỗi sản phẩm đều bắt nguồn từ chất lượng nguyên liệu cao cấp nhất. Tại đây, chúng tôi tự hào là nơi khởi nguồn của sự xuất sắc, nơi mọi quy trình, từ lựa chọn nguyên phụ liệu đến sản xuất đều được thực hiện với sự chăm chỉ và tỉ mỉ đặc biệt. Mỗi bước trong quy trình sản xuất của chúng tôi đều được thiết kế để tối ưu hóa chất lượng và đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn bền bỉ về mặt chất lượng. Viking cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm may mặc vượt trội, phản ánh sự kỳ công và tâm huyết của đội ngũ nhân viên tài năng của chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm hành trình tạo ra những sản phẩm may mặc đẳng cấp, nơi chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Tại Viking, việc kiểm tra nguyên phụ liệu không chỉ được xem là bước đầu tiên mà còn là khâu quan trọng nhất, đặt nền móng vững chắc cho quá trình sản xuất sản phẩm chất lượng cao. Đối với chúng tôi, mỗi sản phẩm là kết quả của sự tỉ mỉ, cẩn trọng và tôn trọng đối với nguồn nguyên liệu mà thiên nhiên ban tặng. Từ cây vải để tạo nên những bộ trang phục chắc chắn, cho đến các nguyên phụ liệu nhỏ hơn như dây kéo, nút hay dạ khoan được chọn lọc kỹ càng để chế tạo thuyền, mọi thứ đều phải qua một quy trình kiểm định nghiêm ngặt. Đầu tiên, nhiệm vụ của tổ trưởng kho bắt đầu với việc tổng hợp và soạn thảo một báo cáo chi tiết về việc nhập khẩu nguyên và phụ liệu từ các nhà cung cấp. Bước này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến lô hàng được ghi chép cẩn thận và chính xác. Sau khi hoàn thành, báo cáo này sẽ được chuyển giao trực tiếp cho đội ngũ kiểm soát chất lượng, mở đầu cho quy trình đánh giá và kiểm định chất lượng của nguyên liệu. Qua đó, đội kiểm soát chất lượng sẽ có cơ sở để thực hiện các bước kiểm tra chất lượng một cách hiệu quả, đảm bảo rằng nguyên phụ liệu đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra. Quy trình này tạo điều kiện cho việc duy trì một chuỗi cung ứng nguyên liệu ổn định và chất lượng, hỗ trợ tối đa cho quá trình sản xuất. Đối với nguyên phụ liệu chính là vải, chúng tôi có cách kiểm tra và phát hiện lỗi như sau. Mỗi lô vải trước khi được đưa qua bộ phận sản xuất, đều phải trải qua một quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, được thiết kế để đảm bảo rằng, mỗi mét vải đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Đội ngũ kiểm soát chất lượng cực kỳ tỉ mỉ và chuyên nghiệp, sử dụng sự kết hợp giữa kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm lâu năm để phát hiện mọi khiếm khuyết, từ những lỗi nhỏ nhất như sợi vải dọc hay ngang bị lệch, thủng lỗ, bám bẩn, sai kích thước, nhăn nheo, cho đến tình trạng loang màu hay phai màu không đồng đều. Lỗi vải sợi dọc, sợi ngang là một dạng khiếm khuyết thường gặp trong quá trình sản xuất vải, liên quan đến sự không đồng đều, hoặc lệch lạc của các sợi vải theo hướng dọc của tấm vải. Cụ thể, lỗi này xuất hiện khi các sợi vải dọc không được kéo căng một cách đồng đều, hoặc khi chúng bị dịch chuyển, tạo ra các đường gợn, méo mó, hoặc thậm chí là hở sợi trên bề mặt vải. Lỗi sợi dọc, sợi ngang không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài thẩm mỹ của vải, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền của sản phẩm cuối cùng. Ví dụ, vải có lỗi sợi dọc, sợi ngang có thể dễ bị rách hơn khi sử dụng hoặc gia công. Do đó, trong quá trình kiểm tra chất lượng, việc phát hiện và loại bỏ vải có lỗi sợi dọc là rất quan trọng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng. Lỗi vải thủng lỗ là một dạng khiếm khuyết trong vải, nơi mà một hoặc nhiều lỗ nhỏ hoặc to xuất hiện trên bề mặt vải do quá trình sản xuất hoặc xử lý không cẩn thận. Lỗi vải thủng lỗ không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài aesthetic của vải, mà còn làm giảm đáng kể chất lượng và giá trị sử dụng của sản phẩm. Trong sản xuất, vải bị lỗi thủng lỗ thường được loại bỏ, hoặc sử dụng cho những mục đích khác không yêu cầu cao về chất lượng bề mặt. Đối với những lô vải cao cấp, việc kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện và loại trừ lỗi thủng lỗ là rất quan trọng, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Lỗi vải loang màu xảy ra khi màu sắc trên vải không đồng nhất, gây ra các vùng màu không đều, mảng màu hoặc dấu vết loang lỗ trên bề mặt vải. Điều này thường do quá trình nhuộm không được kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến sự phân bố màu sắc không ổn định và không đều khắp lô vải. Lỗi loang màu có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ những vùng màu nhạt hoặc đậm không định hình đến các dấu vết rõ ràng do nước hoặc hóa chất gây ra. Lỗi loang màu không chỉ ảnh hưởng đến vẻ đẹp thẩm mỹ của vải, mà còn làm giảm giá trị và chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Đối với những lô vải bị lỗi nặng, việc sử dụng chúng cho sản phẩm cuối cùng có thể không khả thi và phải tìm cách xử lý hoặc loại bỏ.
Lỗi vải không đúng khổ là một dạng lỗi sản xuất xảy ra khi kích thước thực tế của vải không đáp ứng được yêu cầu hoặc tiêu chuẩn về kích thước đã được đặt ra trước đó. Điều này có thể bao gồm việc vải rộng hoặc hẹp hơn so với kích thước tiêu chuẩn dự kiến, hoặc chiều dài của vải không đạt yêu cầu cụ thể, gây ra sự không phù hợp trong quy hoạch sản xuất và ảnh hưởng đến quá trình cắt may và gia công sau này. Để ngăn chặn lỗi không đúng khổ, đội kiểm soát chất lượng cần áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, kiểm tra kích thước vải ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất và xử lý là lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối. Lỗi vải không đúng khổ là một dạng lỗi sản xuất xảy ra khi kích thước thực tế của vải không đáp ứng được yêu cầu hoặc tiêu chuẩn về kích thước đã được đặt ra trước đó. Điều này có thể bao gồm việc vải rộng hoặc hẹp hơn so với kích thước tiêu chuẩn dự kiến, hoặc chiều dài của vải không đạt yêu cầu cụ thể, gây ra sự không phù hợp trong quy hoạch sản xuất và ảnh hưởng đến quá trình cắt may và gia công sau này. Để ngăn chặn lỗi không đúng khổ, đội kiểm soát chất lượng cần áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua lỗi vải bị dơ, một vấn đề phổ biến nhưng cũng không kém phần quan trọng trong quản lý chất lượng vải. Độ nghiêm trọng của lỗi này được xác định dựa trên kích thước của vết bẩn và mức độ ảnh hưởng của nó đến tổng thể vải. Đội ngũ kiểm soát chất lượng sẽ cẩn thận đánh giá và chấm điểm cho mỗi trường hợp cụ thể dựa trên các tiêu chuẩn đã được thiết lập trước. Từ đó, họ sẽ đưa ra quyết định liệu có nên trả lại lô vải bị dơ cho nhà cung cấp hay có thể áp dụng biện pháp khắc phục để giữ lại. Quy trình này đảm bảo rằng chỉ những lô vải đạt chất lượng cao nhất mới được chấp nhận, duy trì uy tín và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Kiểm tra kích thước vải ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất và xử lý là lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối. Những lô vải có lỗi nặng, không thể khắc phục hoặc ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm cuối cùng sẽ được quyết định trả lại cho nhà cung cấp. Trong trường hợp này, nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm thay thế bằng một lô vải mới hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và sự hài lòng của người tiêu dùng. Đây không chỉ là quy trình kiểm tra chất lượng vải, mà còn là biện pháp bảo vệ uy tín và đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nguồn cung ứng. Quy trình kiểm tra chất lượng này cũng phản ánh sự cam kết của doanh nghiệp đối với việc cung cấp sản phẩm tốt nhất cho thị trường, cũng như trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Bằng cách duy trì một hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ, doanh nghiệp không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm của mình, mà còn xây dựng được niềm tin và sự trung thành từ phía khách hàng. Tóm lại, việc kiểm tra và đánh giá chất lượng lô vải một cách nghiêm ngặt là bước quan trọng nhất trong quy trình sản xuất, đóng vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm cuối cùng và sự thành công của thương hiệu trên thị trường. Đây là bằng chứng cho sự tỉ mỉ, chuyên nghiệp và không ngừng cải thiện của doanh nghiệp trong việc đảm bảo sự hài lòng cao nhất cho người tiêu dùng. Còn đối với những nguyên phụ liệu nhỏ phụ thì cách kiểm tra như sau. Trên màn hình là cách kiểm tra của nhân viên kiểm tra chất lượng với dây kéo. Quy trình kiểm soát chất lượng là một bước quan trọng không thể thiếu. Khởi đầu khi đội ngũ kiểm soát chất lượng nhận được bản thông tin chi tiết và cập nhật về lô hàng nhập khẩu từ đội trưởng kho. Được trang bị với thông tin này, nhân viên kiểm soát chất lượng bắt đầu công việc của mình bằng việc tham khảo Mastercard, một công cụ không thể thiếu trong việc xác định và trích xuất thông tin mẫu cụ thể của nguyên và phụ liệu cần kiểm định. Sự tập trung cao độ vào từng chi tiết nhỏ nhất đảm bảo rằng mọi mẫu nguyên liệu đều được đánh giá một cách chính xác, phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt đã được công ty thiết lập từ trước. Tiếp nối quy trình, nhân viên chất lượng di chuyển đến khu vực lưu trữ đặc biệt dành cho nguyên phụ liệu để thực hiện các bước kiểm tra tiếp theo. Tại đây, họ thực hiện nhiệm vụ ghi lại thông tin chi tiết của từng mã hàng, bao gồm kích thước và số lượng, để kiểm tra sự phù hợp với các tiêu chuẩn đã được định sẵn. Một trong những bước quan trọng là việc mở thùng hàng và kiểm định chất lượng của nguyên phụ liệu bên trong, so sánh từng đặc điểm như độ dài, tem nhãn, với thông tin chi tiết trên đơn đặt hàng, để đảm bảo tất cả đều khớp với yêu cầu. Sau khi hoàn thành chuỗi các bước kiểm tra cần thiết, nhân viên chất lượng sẽ tổng hợp mọi thông tin thu thập được vào báo cáo kiểm soát chất lượng. Trong trường hợp nguyên phụ liệu đạt được tất cả các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra, một dấu pass sẽ được ghi chép lên báo cáo nhập hàng và một dấu một pass sẽ được đóng lên thùng hàng như một biểu thị của sự chấp thuận. Cuối cùng, lô hàng và báo cáo kiểm soát chất lượng được chuyển giao trở lại cho đội trưởng kho, qua đó tiếp tục quy trình với việc phân công công việc cho nhân viên kho, đảm bảo rằng mỗi sản phẩm được kiểm tra một cách toàn diện và chính xác. Qua từng bước thực hiện, quy trình kiểm soát chất lượng này minh chứng cho sự chuyên nghiệp, tỉ mỉ và sự cam kết không ngừng của công ty trong việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất. Điều này không chỉ giúp đảm bảo rằng mỗi lô nguyên phụ liệu nhập khẩu đều đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe, mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín và chất lượng của sản phẩm cuối cùng trên thị trường. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm đếm và đảm bảo rằng số lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu phù hợp với yêu cầu, bộ phận kho tiến hành một bước quan trọng cuối cùng trong chuỗi quy trình kiểm soát chất lượng. Họ chuẩn bị và tổng hợp bộ tài liệu kiểm tra chất lượng,
một hồ sơ đầy đủ ghi chép lại mọi thông tin liên quan đến quá trình kiểm tra và đánh giá chất lượng nguyên phụ liệu. Bộ tài liệu này sau đó được chuyển giao một cách cẩn thận đến cho trưởng phòng chất lượng, người sẽ tiến hành xem xét và ký nhận. Việc ký nhận này không chỉ đánh dấu sự hoàn thành của quy trình kiểm tra chất lượng, mà còn là bước quyết định để duyệt cho việc nhập kho nguyên phụ liệu đó. Quá trình này đảm bảo rằng mọi nguyên liệu nhập vào kho đều đã được kiểm duyệt kỹ lưỡng, phản ánh sự cam kết của công ty đối với việc duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong mọi khía cạnh sản xuất. Như các bạn đã chứng kiến, quá trình từ việc nhập khẩu nguyên và phụ liệu cho đến bước kiểm tra chất lượng của chúng là một chuỗi công việc được tổ chức một cách bài bản và chặt chẽ tại công ty chúng tôi. Chúng tôi đặt một trọng tâm lớn vào việc đảm bảo mỗi bước trong quy trình này được thực hiện với sự cẩn trọng và chuyên môn cao nhất nhằm mục tiêu tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất. Công ty chúng tôi tự hào về việc kết hợp hiệu quả giữa kỹ thuật kiểm tra tiên tiến và am hiểu sâu sắc về nguyên liệu, đảm bảo rằng từng lô nguyên liệu đều đáp ứng được tiêu chuẩn nghiêm ngặt trước khi được sử dụng trong sản xuất. Qua đó, chúng tôi không chỉ tăng cường chất lượng sản phẩm, mà còn củng cố uy tín và niềm tin nơi khách hàng. Điều này phản ánh cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xuất sắc, đáp ứng và vượt qua kỳ vọng của người tiêu dùng. Bên cạnh những bước kiểm tra chất lượng cơ bản mà quý vị đã được giới thiệu, công ty chúng tôi còn áp dụng các phương pháp kiểm tra đặc biệt dành riêng cho những loại nguyên phụ liệu đặc thù, như vật liệu chống thấm hay các loại vải phản quang. Những bước kiểm tra này được thiết kế để đánh giá các tính năng và đặc tính kỹ thuật cụ thể, đảm bảo rằng chúng đáp ứng được tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và an toàn sử dụng. Ngoài ra, quy trình kiểm soát chất lượng của chúng tôi không dừng lại ở việc kiểm tra nguyên phụ liệu. Chúng tôi mở rộng việc giám sát chất lượng qua từng khâu sản xuất cụ thể, từ tổ cắt, in ép, cho đến khâu may trên các chuyền sản xuất. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi sát sao và kiểm soát chất lượng sản phẩm ở mỗi giai đoạn, từ lúc bắt đầu cho đến khi trở thành sản phẩm hoàn chỉnh. Quá trình kiểm tra này bao gồm việc đánh giá kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ của sản phẩm, từ đường chỉ may, chất liệu vải, đến độ bền của mực in và khả năng chịu đựng của vải sau quá trình xử lý. Chúng tôi cũng áp dụng các bài test đặc biệt để đánh giá khả năng chống thấm nước, khả năng phản quang và các tính năng khác theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể của từng sản phẩm. Với việc kiểm tra sản phẩm đã thành phẩm, chúng tôi cam kết rằng mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều đạt được tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, không chỉ về mặt hình thức mà còn về mặt chức năng. Mọi sai sót, dù là nhỏ nhất, đều được phát hiện và khắc phục kịp thời, qua đó giảm thiểu tối đa rủi ro và tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Chính sự chuyên nghiệp trong quy trình kiểm soát chất lượng từ đầu đến cuối này đã góp phần xây dựng và củng cố uy tín của công ty chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi tự hào về việc không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng cao, mà còn đảm bảo sự an tâm và tin tưởng từ phía người tiêu dùng. Nếu quý vị cảm thấy video này mang lại giá trị và thông tin bổ ích, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng một lượt thích và đăng ký kênh. Sự ủng hộ của bạn sẽ là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi tiếp tục sản xuất thêm nhiều video chi tiết và sâu sắc hơn về quy trình kiểm soát chất lượng tại công ty Viking Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và sâu rộng hơn về cách chúng tôi duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mỗi lượt thích và đăng ký từ bạn không chỉ là sự khích lệ, mà còn là nguồn cảm hứng để chúng tôi không ngừng cải thiện và đổi mới. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi, để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào về những bí quyết và quy trình chất lượng hàng đầu từ Viking Việt Nam.